Thưa quý vị, an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe con người mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội. Với trường học, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học thì công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh rất cần được quan tâm chú trọng, giúp nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về thực hành an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra ảnh hưởng đến các em học sinh, thành phố Long Xuyên đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong căng tin, bếp ăn ở các trường bán trú năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố. Nội dung là kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, nhãn sản phẩm, thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn, công bố tiêu chuẩn sản phẩm bánh kẹo, nước giải khát, bán cho các em học sinh, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hàng sử dụng, các chất phụ gia và hỗ trợ chế biến thực phẩm, vân vân. Qua cái khảo sát các cái điểm trường thì đoàn ghi nhận là cái thực trạng một số cái căng tin đó là nhập cái hàng hóa về thì cái thời gian cái đát là cũng hơi gần cận đát. Cái thứ hai nữa đó là cái hóa đơn chứng từ hàng hóa minh chứng sản phẩm đầu vào đó là chưa đầy đủ. Cái thứ ba nữa là cái khu chế biến vệ sinh các cái nơi cái bếp thì cũng chưa có đảm bảo an toàn. Do vậy thì về phía đoàn cũng có cái ghi nhận và đồng thời có cái nhắc nhở những cái cơ sở, đặc biệt là chủ căng tin phải có một cái sự tập trung khi mà mua hàng hóa, các cái sản phẩm đưa vào cái căng tin trường học là phải có cái hóa đơn chứng từ minh chứng cái nguồn gốc sản phẩm đầu vào, ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng phải hết sức là chú ý quan tâm. Bên cạnh đó thì về phía đoàn cũng có cái ghi nhận và đề nghị ban giám hiệu nhà trường phân công cán bộ y tế của trường học có thường xuyên giám sát, kiểm tra các căn tin trường học. Ngay từ những ngày đầu năm học mới 2024-2025, ban giám hiệu các trường bán trú đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho các em học sinh. Qua đó, chủ động phòng ngừa, hạn chế giảm thiểu tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. Đối với trường mầm non thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bé trong cái bán trú của trường thì luôn được nhà trường quan tâm và đưa lên hàng đầu. Thì ngay từ đầu năm học thì trường đã hợp đồng với các cái bên cung cấp thực phẩm để đảm bảo nguồn thực phẩm đầu vào tươi ngon để chế biến cho các cháu đầy đủ chất dinh dưỡng trong một ngày. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng chỉ đạo bếp ăn được thực hiện theo cái chuẩn một chiều để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến. Rồi lưu thực phẩm thì cũng đảm bảo là đầy đủ, đúng thời gian quy định. Rồi bên cạnh đó thì các cái thực đơn hàng ngày của các bé cũng như trong tuần thì cũng được nhà trường luân phiên thay đổi để đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cho các bé. Đoàn ghi nhận các cái điểm trường thì tổ chức các bếp ăn hết sức là chu đáo. Về nguồn gốc sản phẩm thì có hóa đơn minh chứng cái nguồn gốc sản phẩm đầu vào. Dinh dưỡng thì theo cái quy định của ngành giáo dục thì mỗi một suất ăn của đứa trẻ thì đảm bảo đủ cái số tiền theo cái quy định để đủ cái dinh dưỡng cho trẻ. Và đồng thời thì tổ chức cái đánh giá cái năng lượng để sau mỗi một bữa ăn gì đó đảm bảo đủ chất cho trẻ để giúp cho trẻ phát triển về thể chất cũng như là tinh thần. Bếp trưởng đó thì được tập huấn nâng cao cái kiến thức và đồng thời được hướng dẫn về cái chế biến ăn ngay trước 2 giờ để đảm bảo cái điều kiện an toàn thực phẩm cho trẻ. Về vấn đề lưu mẫu thức ăn được nhà trường thực hiện là khá là đầy đủ và đúng hướng dẫn. Thì về phía đoàn liên ngành của thành phố sẽ tiếp tục giám sát các cái điểm trường còn lại ở trên địa bàn của thành phố. An toàn vệ sinh thực phẩm không những đảm bảo bữa ăn ngon, hợp vệ sinh mà còn giúp nâng cao sức khỏe con người, phòng chống bệnh tật. Vì vậy, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học là nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng của ngành giáo dục, y tế mà các ban ngành liên quan.
những nhà cung cấp thực phẩm hay mỗi người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm để góp phần nâng cao thể chất, tinh thần cho thế hệ tương lai của đất nước.